Dạ, cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Xứ Trúc Ly nha. Chú anh chị mà chưa ủng hộ kênh, chưa có đăng ký kênh thì đăng ký ủng hộ giúp con nha. Hôm nay con xin giới thiệu hai cây xứ ghép nè, mỗi cây ghép hai màu luôn á. Cây thứ nhất là cây tấn hỷ nha. Tấn hỷ ghép chung với màu trắng hàng sân năm. Cây này có 7 bò. Cây này là đang nụ rực rỡ luôn nè. Tấn hỷ nè, nụ hoàng sơn năm. Cây số 2 là con ghép Star và Hồng Ngọc. Star 1 á. Star 1 và Hồng Ngọc. Cây này con ghép 5 bò, 6 bò. Tược rất là khỏe luôn nha. Cặp này là con bán là 160 cộng với phí ship nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thích thì alo cho con nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ vườn của con.